thâm nhập vào cộng đồng tìm người mang thai hộ, MTH, trên các trang mạng xã hội, chúng tôi liên hệ được với một phụ nữ có nickname gái nông thôn. 350-450 triệu đồng, lần mang thai hộ bắt đầu bằng những tin nhắn làm quen qua ứng dụng Zalo, người phụ nữ này quảng cáo, MTH ở Sài Gòn từ 180-200 triệu đồng. Đi Campuchia 250 triệu đồng, đi Quảng Châu, Trung Quốc, 350-450 triệu đồng. Không đợi chúng tôi trả lời, người này đề nghị luôn, sang Trung Quốc mới được nhiều tiền. Em sang đây ở với chị và các chị em khác, 5-6 người ở trong căn hộ chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Quyết định xong là có thể đi luôn. Em ra Hà Nội trước ngày 25 tháng 12, đến bến xe nước ngầm thì đón xe về căn hộ chung cư của em gái chị trên đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đồng ý với giá cả, chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy khám sức khỏe gần đây nhất, đặc biệt là sức khỏe phụ khoa. Kết quả kiểm tra máu, bảo đảm không bị HIV hay viêm gan B. Ngày 22 tháng 12, liên lạc lại với người phụ nữ này. Chúng tôi đề nghị xem qua chỗ ở trong quá trình mở tờ hờ tại Trung Quốc, chị ta nhiệt tình gọi video call, giới thiệu từng ngóc ngách bên trong căn hộ. Từ ban công căn hộ nhìn ra thấy rõ các chung cư cao tầng khang trang nằm san sát nhau. Trong nhà có vài phụ nữ đang trò chuyện, một vài người ngồi bấm điện thoại. Nickname gái nông thôn giới thiệu 36 tuổi, có hai con, học lớp 6 và lớp 9, đang mở tờ hờ ở tháng thứ 7 và hiện là người quản lý các sản phụ ở đây, bao gồm người Việt Nam và Trung Quốc. Chị ta cũng không ngần ngại khoe gia đình có ba anh chị em đều chuyên làm phước cho người hiếm muộn từ Việt Nam sang Campuchia, Trung Quốc. Mỗi ca sinh thành công được nhận tổng cộng 350 triệu đồng, mỗi tháng được trả 30 triệu đồng, trong tổng số 350 triệu đồng. Sau khi giao con, bên thuê có thể cho thêm tiền bồi dưỡng từ 10 đến hơn 100 triệu đồng. Nếu đậu cả hai phôi, được thêm 100 triệu đồng. Bên thuê muốn mua sữa của người sinh, phải trả thêm 30 triệu đồng nickname gái nông thôn giải thích tường tận. Chỉ cần ở yên một chỗ, ăn với chơi người phụ nữ cũng thông tin người mà tờ hợp sẽ ký hợp đồng trực tiếp với bệnh viện. Hợp đồng bằng tiếng Hoa nên chị ta sẽ đứng ra cam kết trả đủ cho chúng tôi sau khi sinh. Theo đó, bên thuê người sẽ gửi phôi vào bệnh viện, chúng tôi chỉ đến để cấy vào cơ thể. Người mà tờ hợp chỉ làm việc trực tiếp với bác sĩ, không liên quan đến người thuê. Trường hợp đậu thai, một số gia đình sẽ đến thăm, cho quà, bánh, quần áo hoặc thêm tiền ăn vặt. Sau khi sinh, em bé sẽ được chuyển sang một bệnh viện khác để người thuê đến nhận con ngay sau đó. Khi chúng tôi băn khoăn về tình cảm đối với đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau, gái nông thôn thản nhiên, chỉ mang hộ chứ không phải con mình, nên không sao cả. Người phụ nữ dặn dò chúng tôi ra Hà Nội chỉ cần đem chứng minh nhân dân, không cần hộ chiếu, mọi thủ tục đã có đường dây ở Việt Nam và Trung Quốc lo. Thấy chúng tôi còn đắn đo, chị ta tiếp tục thuyết phục, chị đang nuôi mấy chục người bên này chứ không phải có một mình em, nên em cứ sang, không có vấn đề gì hết. Có điều, ở bên này không được đi đâu, muốn đi thì gọi quản lý đưa đi hoặc cần gì thì gọi người mua giúp. Toàn gia đình hiếm muộn, có gia đình mấy năm mới tạo được cái phôi, tính ra tiền Việt là hàng tỷ đồng nên hạn chế cho sản phụ đi lại. Có người làm 2-3 lần là bình thường, chỉ cần ở yên một chỗ, ăn với chơi. Sau khi sinh xong, nghỉ ngơi cho niêm mạc ổn định, khoảng 4-5 tháng sau có thể sang cấy tiếp gái nông thôn cho hay và đề nghị chúng tôi tìm người sang Trung Quốc đẻ thuê để nhận hoa hồng. Giới thiệu được một người sẽ nhận 10 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm rõ vụ cóm chìa đều 21. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông tin về đường dây mở tờ hờ vì mục đích thương mại do Cai Guolin, SN1982, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu. Trước đó, bốn đối tượng trong đường dây đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt để tạm giam, gồm Cai Guolin, Hoàng Thị Thu Trang, SN1992, Triệu Thị Hằng, SN1978 và Nguyễn Thị Mai Anh, SN1995, về tội tổ chức mở tờ hờ vì mục đích thương mại. Báo Người Lao Động ngày 1 tháng 1 đã thông tin về vấn đề kho trước cổng bệnh viện Từ Dũ móc nối với phòng khám sản phụ khoa Mã Đảm trên đường Điện Biên Phủ, quận 10, mà Báo Người Lao Động phản ánh. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, đội trưởng đội 7 phòng cảnh sát hình sự, cho biết sẽ báo cáo với ban chỉ huy phòng cảnh sát hình sự để phối hợp làm rõ. Lê Dũng,